Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tư vấn Du học Đồng Thịnh. Ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một ngôi trường rất là đặc biệt, đó là trường Đại học George Mason University. Và tại sao đây là một cái ngôi trường đặc biệt? Vì ngôi trường này đang cung cấp một gói học bổng được gọi là Vietnam Regional Scholarship, là học bổng dành riêng cho người Việt Nam. Thì the scholarship value is up to $60,000. Thì cái giá trị học bổng này lên đến $60,000. Rồi, ok, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu tìm hiểu về ngôi trường này nhé. Rồi, ok, đối với cái học bổng này á, thì Vietnam Regional Scholarship begin your undergraduate journey at George Mason without guaranteed Regional Scholarship. Đây là học bổng đảm bảo luôn nha các bạn. Ở đây trường muốn chúc chúng ta đó là hãy tận hưởng cái hành trình undergraduate của mình tại cái trường George Mason này với cái gói học bổng đảm bảo dành riêng cho người Việt Nam. Sau đây là một cái lời nhận xét của một anh tên là Thanh. Đây, anh Thanh này đến từ Việt Nam Business ha. Nói là this scholarship provides me a chance to study abroad. It motivates me to study harder at Mason. I met friends from different countries with many cultures. I learned more about the world. My friends, professors, and instructors at Mason, they all helped me to integrate into a new life in a new country. Cái học bổng này đã cho phép mình một cái cơ hội để có thể đi du học nước ngoài. Tại Mason á, thì tôi đã gặp được bạn bè đến từ rất là nhiều quốc gia, từ nhiều cái nền văn hóa khác nhau. Và tôi đã học được nhiều hơn về cái thế giới. Bạn bè tôi, những cái giáo sư và những cái người hướng dẫn tôi tại trường Mason này, tất cả đều hỗ trợ tôi rất là nồng nhiệt để mà hòa nhập được với cái cuộc đời mới tại trường. Thì cái giá trị của học bổng này lên đến $60,000. Ở đây đó là có 4 năm. Mỗi năm thì các bạn sẽ được mỗi năm sẽ có 2 học kỳ. Mỗi học kỳ là vào khoảng 7,500 đến $8,500. Nghĩa là một năm các bạn sẽ cần phải đóng 15,000. Thì nhân cho 4 năm 15,000 thì sẽ ra là 60,000 thôi. Ok, về cái điều kiện apply cái học bổng này: Eligible Programs, International Year 1 and Undergraduate Transfer Program. Đó là chương trình transfer nha. Nếu các bạn học undergraduate transfer thì các bạn sẽ được apply học bổng này cũng như là International U1. Toàn bộ học bổng sẽ được trao cho bạn hoàn toàn hoặc là một phần thôi, phụ thuộc vào cái số lượng credits mà các bạn transfer cũng như là những cái credit còn lại để các bạn có thể tốt nghiệp. Awards are automatically renewed semesterly, subject to students maintaining full-time enrollment and being good standing, minimum 2.0 GPA. Học bổng sẽ tự động được cấp cho bạn nếu mà GPA của bạn đạt 2.0 tối thiểu nha. Cho nên lưu ý là phải tập trung học tập, đạt được tối thiểu là 2.0 GPA các bạn mới được nhận cái scholarship này. Oh, this scholarship applies to students who hold passports of Vietnam. Ai có passport Việt Nam là được. Hấp, được, quá ngon, quá ngon. Eligibility may be determined by resident in some cases. Cái quyết định là bạn có được nhận học bổng này hay không thì đôi khi sẽ còn phải phụ thuộc vào việc đó là bạn sống ở đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái trường đại học George Mason University này ha. Đây là một cái đại học top 100 hàng đầu thế giới dưới 50 tuổi. Ồ, đại học trẻ ha, đại học trẻ nhưng mà rơi được vào cái top 100. Tại lại ở vùng ngoại ô Washington DC, George Mason là bước khởi đầu thuận lợi để có được chinh phục thành công của bạn trên nước Mỹ, cũng như mang đến cơ hội tiếp cận cái chương trình thực tập với nhiều doanh nghiệp hàng đầu. Nền giáo dục đẳng cấp, khu học xá an toàn và tiện nghi cùng với đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tối đa, mang đến cho sinh viên trải nghiệm ý nghĩa khi theo học tại trường. Năm thành lập là 1972 ha, tổng số sinh viên là 36,000, sinh viên quốc tế là 3,000 sinh viên hơn đến từ hơn 130 quốc gia. Có hơn 80 chương trình đào tạo cử nhân, 125 chương trình đào tạo thạc sĩ tiến sĩ. Diện tích khu học xá lên đến 677 hecta. Wow, đây là con số rất là lớn ha. Quỹ đầu tư nghiên cứu hơn 106 triệu đô và trường có hơn 350 câu lạc bộ hội sinh viên. Địa chỉ nằm ở 4400 University Fairfax, VA 2030 USA. Website, sẽ để website lại cho các bạn ha. Vị trí thì ở đây có hai khu học xá, một cái ở Fairfax, một cái ở Arlington. Thì những cái điểm nổi bật của trường bao gồm là
trường đứng thứ 153 quốc gia, nghĩa là đứng top nước Mỹ á. Top 67 public school ở Mỹ, top 140 National University, top 68 giờ xếp hạng top public school năm 2018, top 22 cho most diverse university in the US. Ok, trong trường này có gì đặc biệt nữa đây? Giáo dục tại trường tạo cho bạn một nền tảng vững chắc trên con đường xây dựng sự nghiệp trong xã hội toàn cầu hiện nay. Từ ngày đầu tiên của buổi orientation, có nghĩa là buổi định hướng sinh viên, cho đến kỳ thi cuối cùng mà sẽ nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn từ giảng viên, nhân viên và được các cố vấn giảng viên và đội ngũ đẳng cấp thế giới hỗ trợ tại George Mason. Bạn sẽ gặp đội ngũ giảng viên đại học độ chuyên môn cao, trực thuộc top các tổ chức nghiên cứu tại Mỹ. Bạn sẽ có rất nhiều kinh nghiệm thực hành với cơ hội tại những phòng thí nghiệm tiên tiến và quỹ nghiên cứu được đầu tư hơn 106 triệu đô. Wow, cực kỳ khủng ha. Tại đây các bạn có residence lựa chọn ăn ở, chuyên ngành đào tạo đầy đủ, có đầy đủ các bậc đào tạo luôn. Kỳ nhập học vào tháng Giêng và tháng 8. Học phí nhập học vào khoảng 30.000 tới 40.000. Ok, để mình xem sơ qua nha. Yêu cầu đầu vào thì phải có cái high school diploma with GPA 2.5 or before. Có nghĩa là cái điểm high school diploma, cái điểm trung học phổ thông của các bạn phải là trên 2.5 nha. Hệ GPA 4.0 có nghĩa là trên 2.5, 2.5 trên 4.0 là vào khoảng 6 điểm. Điểm trung bình các bạn cỡ 6 điểm được rồi. Yêu cầu IELTS trên 5.0 được rồi. Không yêu cầu quá cao. Ok, rồi đây là một cái trường rất là phù hợp. Và không cần phải nói tuyệt vời như thế nào nữa, khi mà dành riêng cho người Việt Nam, miễn là bạn có passport Việt Nam, bạn sẽ có được ngay 60.000 đô la đến từ trường này. Quá hoàn hảo. Nếu là mình sẽ apply ngay á. Ok, that's all for today. Thank you for your attention. See ya.